Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Và hôm nay lại lôi kéo được một người bạn cùng giường nữa để tham gia cái trò chơi gì nhỉ? Đây, thực ra đây là một buổi... Ông ơi, nghịch thế! Đi ra đây với mẹ. Đi ra đây. Nó không ra đâu mọi người. Hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy là Hana trong trạng thái để mặt như thế này. Và mặt của mình đang rất là nhiều nốt đỏ, tại vì mình vừa mới đi nặn mụn chiều nay xong, nên là nói chung trông rất là kinh. Không, lần này mình bị khá là nhiều mụn luôn. Mọi người thấy không? Đố mọi người biết chồng mình bao nhiêu tuổi? Cho mọi người đoán. Mọi người sẽ đoán là... Bình thường mọi người sẽ đoán là trông chồng mình trẻ đúng không? Nhưng thực ra ấy, nếu các bạn zoom vào cái da mặt này, các bạn sẽ thấy là da mặt của chồng mình xấu tệ. Xấu tệ ấy. Lỗ chân lông thì to này, da thì nhầu nhờn này, mắt thì nhăn này, xong rồi mụn đầy mặt, mụn to có, mụn ẩn có, rồi là quay đây xem nào, nhiều nốt ruồi này. Ôi sao anh xấu đấy, xem bảo kịch bản không có đoạn này. Tóm lại là nào, anh ngồi yên đi để em nói chuyện nào. Đấy, mà chồng mình là một người rất là lười chăm sóc da đúng không? Anh nói xem một ngày anh rửa mặt mấy lần nào. Hai lần. Điều một lần, một lần đúng không? Có ngày hai lần, ngày một lần. Có rửa mặt bằng sữa rửa mặt không? Có chứ. Điều từ hồi cưới mình thì mới biết sữa rửa mặt là gì ấy. Đâu mà đúng rồi. Nói chung là trai Hàn thì được cái là rất là chịu khó chăm sóc da mặt, mà trai Việt ý thì ít người quan tâm đến việc chăm sóc da, mà mình kiểu rất là cố gắng để truyền cảm hứng cho chồng mình rồi, nhưng mà chồng mình vẫn rất là lười trong việc chăm sóc da. Hôm nay mình mới mua cái máy này gọi là máy gì nhỉ? Pebble, máy chăm sóc da mới. Đấy, mình để trong hộp skincare của mình. Thì mình sẽ tranh thủ lôi chồng mình ra làm vật thí nghiệm luôn, tại vì cái máy này nó có rất là nhiều công dụng hay ho. Thì hãy thử trên mặt của chồng mình xem là mặt của anh nó bẩn đến cái độ nào nhá. Mặt mình thì cũng vừa mới rửa xong thôi, chưa dưỡng da gì cả, thì bây giờ mình sẽ dưỡng da luôn. Thích không? Được. Cũng được. Sao mà nhạt nhẽo như vậy? Hôm nay mình sẽ dùng sữa rửa mặt, cái bộ này là bộ Hana đang dùng này, bộ Murad để trị mụn. Đợt vừa rồi thì Hana bị mụn tái phát rất là nhiều mụn, tại vì làm việc nhiều quá, xong rồi cũng kiểu ngủ muộn ấy, xong rồi không chịu đi spa thường xuyên nữa, bình thường một tuần đi từ 1 đến 2 lần. Lỗ chân lông to thật. Chồng mình hơn mình 6 tuổi mọi người ạ, nhưng mà da mặt chồng mình xấu vãi. Chỉ được cái nếu mà không nhìn rõ vào da mặt thì trông có vẻ trẻ thôi, chứ thật ra thì da mặt xấu điên lên. Đấy, anh thấy sướng không? Có. Đi à? Nó trêu mẹ à? Rồi đấy. A few moments later. Rồi, ui, bây giờ mặt anh đã mịn hơn 1 tỷ lần đấy. Bây giờ cái máy này nó sẽ có 3 công dụng khác nhau. Công dụng 1 là làm sạch, công dụng 2 là micro pack, công dụng 3 là refresh, có nghĩa là thư giãn khuôn mặt. Các bạn thấy là cái bông này nó bị dày quá. Run. Cái bông này nó bị dày quá không lắp vào được, nên là các bạn nếu mà dùng cái máy này các bạn chỉ dùng bông mỏng thôi. Rồi, vừa in đúng không? Đấy, bây giờ xong rồi. Mình dùng toner hydrating của Murad. Đây là loại toner mình dùng, đây là chai thứ 2 rồi đấy. Trước là một chai dùng hết rồi. Bây giờ mình xịt trực tiếp vào mặt như thế. Còn với chồng mình thì mình sẽ cho cái này lên. Rồi, bây giờ em giữ cái nút này. Em sẽ để chế độ 2. Anh sẵn sàng chưa? Dạ. Đấy, phải cầm như này mới thấy này. Nó rung rung đúng không? Mình sẽ xoa. À, ị xong rồi à. Các bạn thấy đấy, cuộc đời của gia đình mình gắn với chó và cứt. Chó và rơi. Có mặt. 2 hours later. Mẹ rửa mặt cho bố đấy. Mình sẽ xoay cái này theo chiều da mặt. Thấy dễ chịu không? Ơ, bắp bỏ ra. Đừng kéo chân em lên đây. Đâu. Đã
đặc biệt là cái mũi của anh. Sao cái mũi của anh kinh thế nhở? Em ơi, cả đời không bao giờ lấy những cái bẩn ra khỏi lỗ chân lông ở mũi. Đấy, các cô nhá. Mình cứ nhấc ra thì nó lại hết rung, còn mình chạm vào mặt thì nó mới rung. Kỳ cực. Sao mặt anh to đấy? Bình thường em xoa đây là hết rồi này, nhưng anh là phải xoa tí tất tận đây. Bây giờ sẽ đến bước này, là bước mà nhiều người vì cái bước này mà mua cái máy này nhá. Đấy là bước thẩm thấu dưỡng chất trên da. Mình sẽ dùng kem trị mụn. Mình đang dùng kem trị mụn này của Murad để bôi lên những cái chỗ mụn mà hôm nay vừa mới đi nặng xong. Mặt anh có mụn không? Em xem nào. Có. Ôi, có đây này. Em bôi mụn lên nhá. Này bôi lên cái này. Đâu? Eo. Cái này thì bôi 10 rồi rút thì mụn không xẹp vào đâu. Nó to, vừa to vừa cứng. Chắc chắn nó sẽ sưng lên. Rồi, đây là kem dưỡng ẩm của Murad. Không phải bóng bóng mà gọi là cái dạng khi mà mình bôi kem vào mặt đi thì mặt của mình nó sẽ hơi dính dính đúng không? Nhưng mà cái dạng gel thì nó lại thấm vào da nhiều hơn so với dạng kem. Rồi, bây giờ chuyển sang chế độ micropath, chế độ giúp thẩm thấu level cao nhỉ. À, em nhớ rồi, cái chế độ này không cho em dùng mà nó nóng lên, nó sẽ giúp thẩm thấu cái kem dưỡng vào da mặt. Quay đây. Nhột á? Nhột á? Nhột cái gì? Rung buồn. Sướng à, anh phải cảm giác nó massage nhé. Em sẽ cho thẩm thấu cái lỗ chân lông này của anh. Anh thấy nó nóng lên không? Có chứ. Ôi, lại. Em cứ cầm vào đấy là nó giật. Giật thật sự ấy. Đấy, cảm giác là nó hút vào cái da mặt mình ấy, nó miết vào cái đây rồi nó kéo căng lên, làm da mặt mình nó căng lên ấy. Anh có thấy thế không? Đó. Thật đó. À. Phê của cái. Nhớ thì mặt em đần lắm. Nhưng mà nó sướng ấy. Nó ấm cái môi ấy. Không nên vừa dùng vừa nhìn vào gương. Rồi, xong phần này. Phần này mình cảm thấy khá là hay. Mình nghĩ đây là công dụng mà mình cảm thấy thích nhất ấy. Nhờ, anh nhờ. Tại vì nó nóng ấm lên, nó cảm giác như là nó làm cho lỗ chân lông của mình mở ra và nó nhận cái chất dinh dưỡng này vào mặt này. Nó giúp hấp thụ và thẩm thấu cái chất dinh dưỡng. Thì nó giúp làm thư giãn. Anh có thấy thư giãn không? Ngủ gật luôn. Nó như nhẹ hơn hôm nay. Thế yeah. Em thấy rung nhẹ hơn không? Không, em chẳng cảm nhận gì. Em thấy nó giống nhau. Và nó cũng vẫn nóng như vậy mà. Nó có nóng không? Vẫn ấm ấm. À, không. Chế độ này nó không nóng nữa. Nó nóng chẳng qua là do cái nhiệt từ ban nãy nó còn sót lại thôi. Còn chế độ kia là nó mới nóng. Thì nó mới có cái độ thẩm thấu rất dinh dưỡng. À đâu. Mình kiểu ăn ít clean nhiều quá, bây giờ bị ngộ từ ấy. Suốt ngày chất dinh dưỡng, thẩm thấu dưỡng chất của kem dưỡng. Bác ơi, đây mẹ cho con thử cái này. Ngồi đây. Ngồi xuống. Ngồi yên nha. Nào, ngửa mặt lên. Bác nói đi. Pebble. Máy chăm sóc da Pebble. Chăm sóc da da Pebble. Thích không? Đây là chế độ thư giãn đấy. Thấy nó rung không? Sướng không? Cái này mình mua trên mạng là khoảng tầm 1.2 triệu. Nếu mà xét về công dụng thì nó có khá là nhiều công dụng. 3 công dụng. Trong đấy cái công dụng mình thích nhất là công dụng thẩm thấu dưỡng chất. Còn ôi con thích ấy ở môi đúng không? Mẹ cũng thích lắm ấy. Sướng không? Sướng nhở? Môi sao? Thế luôn ý, ở môi phê cực. Nhìn mắt vào kia. Yes. Vậy là chu trình skincare tối nay của nhà Na đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự hợp tác của anh nhá. Tổng kết lại về cái máy. Còn à? Con làm đi.
tổng kết lại về cái máy Pepper này thì mình thấy nó rất là đáng tiền, khoảng tầm 1,2 triệu. Và quan trọng là mình thấy nó có vẻ là giá nó kinh tế nhất so với tất cả các cái loại máy chăm sóc da khác. Ví dụ như là ở các hãng khác thì mình thấy có những cái loại 7 triệu thì cái này 1,2 triệu thôi thì nó có vẻ ok hơn. Cái bao bì của nó thì trông rất là sang chảnh, đen đen xám xám, khá là chảnh. Nhưng mà lúc đầu lúc mình cầm thì hơi thấy nó hơi nhẹ một tí so với sự tưởng tượng của mình. Trông ra dùng rất ok. Mình chỉ hơi cay một chút là tại sao mà mình cứ sờ cái góc bên phải thì nó lại bị giật mà không ai bị cả. Mọi người dùng ai cũng dùng hoàn toàn bình thường. Mình thấy review trên mạng rất là tốt, chả ai bị như mình hết. Chắc là cơ địa của mình có vấn đề. À, cái chỗ mà mình mua cái máy này là ở trên cái Instagram, tên của nó luôn ấy, tên như này này. Thì mình sẽ để cái link ở phía dưới này, mình nghĩ là sẽ có cả website nữa. Mình sẽ tìm cho mọi người cái link chính thống và đặt cả cái link mà mình mua luôn để cho mọi người dễ mua nếu mà mọi người muốn. Nào, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và đừng quên bấm subscribe và nhấn nút quả chuông kênh YouTube của Hana ra ngay. Nào, bye bye mọi người nào. 1, 2, 3. Bye bye. Hợp tác đấy.